Hello tất cả các bạn và anh chị, mình là Jason Lê Đại Ly đến từ Khoi 68. Và như thường lệ, series theo dòng tiền số được phát sóng vào thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của Khoi 68 TV. Jason sẽ luôn chia sẻ những cái xu hướng về dòng tiền cũng như là tình hình của BTC ngay đầu tuần cho các anh em và các anh chị biết được và có được những cái nhận định sớm để có ra vào lệnh nó hợp lý và chính xác hơn. Ok, cùng Jason đi vào phân tích BTC trước nha. Và đây là cái chart của BTC, Jason đã zoom in vào khung ngày. Thì mọi người đã thấy là trong tuần vừa rồi nó cứ liên tục sideways như vậy. Thì có nghĩa điều gì các bạn? Có nghĩa là dòng tiền tại BTC đang dè chừng. Nhưng điều này nó lại mang lại một cái thông tin tích cực cho hệ sinh thái altcoin. Tóm lại là khi Bitcoin mà sideways như thế này thì altcoin sẽ có dòng tiền nha các bạn. Và ngoài ra, nếu bạn nào mới xem series theo dòng tiền số của Jason ấy, thì cái nét vẽ màu đỏ này là cái nét vẽ cũ mà Jason đã cùng dự tính xu hướng ở các tập video và thứ hai của những cái số trước nhá. Và Jason vẫn giữ nguyên cái nét này để khi mà chúng ta một năm sau hoặc là hai năm sau xem lại những cái video này á, xem cái nét vẽ của chúng ta nó sẽ đi như thế nào cho tới khi Bitcoin halving, thì theo các bạn á, mũi tên này sẽ tiếp tục đi lên trên cái rank này hay là xuống nữa. Nếu mà xuống nữa thì cái mốc hỗ trợ lớn ở mốc 19k là các mốc để chúng ta cùng xem xét chuyển sang chỉ số DXY, là chỉ số sức mạnh của đồng đô la. Và cũng như là nét vẽ cũ, Jason mong muốn là đồng đô la sẽ đi xuống để mà tạo điều kiện cho có dòng tiền đi vào thị trường crypto. Tuy nhiên khi chúng ta xem cái chỉ số BTC dump, thì BTC dump giống như là tỷ lệ vốn hóa của BTC đối với cả thị trường crypto, thì may quá nó lại giảm. Khi mà BTC dump giảm như thế này, đúng với cái lập luận của Jason ngay từ đầu video, mùa altcoin đang có dòng tiền đổ về lại. Tuy nhiên là nó chưa có quá đột biến nha các bạn, bởi vì tình hình kinh tế vĩ mô như những số trước Jason cũng đã cập nhật là đang khá là xấu khi mà Mỹ còn một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 9 này. Rồi, mời anh em và các anh chị cùng xem qua cái layer 1, layer 2 mà Jason đã collect sẵn ở đây. Thì hoàn toàn layer 1 không có một cái dòng tiền nào cả. EMOS thì tầm 3.8%, cũng không có gì là quá tích cực. CTK thì chỉ tầm 2.93%, và còn lại là ở mức âm. Và khi xem qua tất cả các chỉ số có thể ảnh hưởng tới thị trường crypto thì chắc hẳn là mọi người cũng đã có một cái câu trả lời riêng cho cái xu hướng trading trong tuần này, đúng không ạ? Hãy cho Jason biết là anh em sẽ tiếp tục trading trong tuần này hay là ngồi chờ đợi. Khoan đã, chúng ta còn một số tin tức tài chính trong tuần này để xem có gì nhé. Vào ngày thứ ba tối ngày 28, 9 giờ đêm thì chúng ta sẽ có cái chỉ số top opening này. Và chỉ số top opening này nếu như mà lớn hơn so với dự kiến thì nó sẽ không tốt cho thị trường crypto. Vào tối thứ tư ngày 30 tháng 8 lúc 7 giờ 30 tối giờ Việt Nam có chỉ số GDP Index, và nếu chỉ số này lớn hơn so với dự kiến thì cũng không tốt cho thị trường crypto. Hơn nữa, vào tối ngày 31 thứ năm này cũng vào lúc 7 giờ 30 tối, chúng ta có chỉ số Unemployment Claims, chỉ số thất nghiệp. Nếu chỉ số này mà cao hơn so với dự kiến thì nó sẽ tốt cho thị trường crypto, các bạn chú ý nha. Và cái thông tin tài chính cuối cùng nó sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 9 tối ngày thứ sáu vào lúc 7 giờ 30 phút là chỉ số Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate. 9 giờ là chỉ số Manufacturing PMI. Tuy nhiên các bạn chú ý ở đây là chỉ số Non-Farm nếu như mà tốt hơn á, so với dự kiến á, thì không tốt cho thị trường crypto. Nhưng mà chỉ số Unemployment á, mà cao hơn so với dự kiến á, thì lại tốt cho thị trường crypto. Anh em để ý nha, quả là một tuần nhiều thông tin về tài chính của Mỹ đúng không các bạn? Cho nên á, giao dịch trong tuần này cũng chưa mấy là khả quan. Anh em hãy cố gắng nhẫn nại và chờ đợi. Và tại Telegram channel của 68 Trading á, đã có cái trading plan cho ngày 28 tháng 8 tới ngày 3 tháng 9. Mọi người cùng xem chi tiết có gì hay không nha. Và khi chúng ta click vào cái link này ở Telegram channel á, thì anh em sẽ thấy có một cái tín hiệu tích cực, đó là dự án Cyber. Thì chi tiết đã được tác giả cập nhật ở đây. Cyber đang cho thấy là một sự nén chặt khá tốt
ở vùng giá 3.7-3.8. Anh em luôn nhớ phải đặt stop loss mức 5% cho an toàn. Và Cyber cũng là một trong những dự án hiếm hoi có tín hiệu tích cực trong tuần này. Tuy nhiên, đây không phải là lời khuyên đầu tư, chỉ là mục đích thông tin. Khi mà các bạn vào lệnh thì cố gắng phân bổ vốn và tự research trước khi vào lệnh. Và nhất là hãy luôn quản trị tài chính của chính bản thân bạn nha. Và đó là tất cả những gì mà Jason muốn cập nhật vào ngày đầu tuần, để cho các anh chị và các bạn có một cái góc nhìn nó khái quan hơn, để những cái hành động ra vào giá của mình hợp lý hơn. Thì hy vọng là video này có giá trị cho các bạn và anh chị. Để thể hiện sự ủng hộ, mọi người có thể bấm like và subscribe kênh YouTube của Coin68TV cho Jason và những anh em cùng có thêm động lực để luôn cập nhật thông tin liên tục trong tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.